Ung thư là căn bệnh phát hiện sớm và điều trị sớm thì cơ hội giành lại sự sống càng cao. Còn nếu phát hiện muộn thì được xem như đã đánh mất thời gian vàng để điều trị tốt nhất, dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Vì vậy, định kỳ kiểm tra, phát hiện sớm là việc vô cùng quan trọng. Chị Liên cũng đang vô cùng lo lắng và bàng hoàng khi được bác sĩ chẩn đoán chị mắc ung thư đại tràng trong một buổi khám sức khỏe định kỳ. Thì hôm đó một cái tình cờ thì tôi mới đi ra ngoài thì khoa thì tôi mới thấy ở trên bảng ghi tên tôi là bị u đại tràng. Thì lúc đó tôi mới biết tôi là bị ung thư đại tràng. Thì ung thư đại tràng khi tôi biết ra thì tinh thần tôi rất là suy sụp. Nhưng tôi nghĩ đến con tôi và chồng tôi. Cho nên là tôi mới là cố lấy lại tinh thần và sự động viên của gia đình, cố để mà vượt qua cái bệnh của mình. Cái lúc mà tôi được phẫu thuật xong là bác sĩ có nói tôi là phải hóa trị là 8 toa. Toa đầu tiên thì tôi về tôi rất là mệt, tôi không thể tôi ngồi được luôn mà ăn uống cũng không được, ăn thì là nó sẽ ói ra, tôi rất là tuyệt vọng luôn. Gia đình tôi thì cũng người này người kia cũng cứ động viên tôi, thì mà thật sự lúc đó thì tôi cũng muốn bỏ ngang lắm. Xong đến toa thứ hai thì về tôi cũng vậy, cũng rất là mệt, mà tôi nói là thật sự luôn là ăn uống hay là làm hay cái gì thì cũng không có thế nào, không có cái sức để chịu đựng để mình làm hoặc là mình ăn uống gì được hết. Điều trị ung thư bằng hóa trị và xạ trị đang rất phổ biến hiện nay, đem lại kết quả tốt và niềm hy vọng cho bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, hóa trị, xạ trị lại gây ra nhiều tác dụng phụ như dễ bị bội nhiễm do suy giảm số lượng bạch cầu dẫn đến suy giảm sức đề kháng, giảm số lượng hồng cầu, tiểu cầu trong máu dẫn đến suy giảm chuyển hóa, khó cầm máu khi có vết thương lớn, buồn nôn và nôn, khô miệng, lở miệng, khó nhai, khó nuốt, sụt cân, tiêu chảy. Rụng tóc thường xảy ra từ 3 đến 4 tuần của đợt điều trị đầu tiên. Mức độ nặng nhẹ của tác dụng phụ của hai phương pháp này phụ thuộc vào thuốc, bức xạ và liều lượng cũng như khoảng cách của các đợt điều trị sử dụng và mức độ phát triển của khối u. Nếu bệnh nhân ung thư không chú trọng đến việc hạn chế tác dụng phụ của hóa xạ trị thì rất dễ dẫn đến tình trạng sụt cân, suy kiệt sức khỏe ngày càng trầm trọng. Theo thống kê cho thấy, 30% bệnh nhân ung thư chết do suy kiệt trước khi chết vì khối u. Vì thế, việc giảm thiểu các tác dụng phụ, nâng cao chất lượng cuộc sống được Tổ chức Y tế Thế giới coi như là mục tiêu xuyên suốt quá trình điều trị cho người mắc bệnh, giúp người bệnh mau phục hồi sức khỏe. Y học hiện đại ngày nay đã và đang nỗ lực không ngừng để tìm ra các hoạt chất có tác dụng cải thiện chất lượng cuộc sống, hạn chế tác dụng có hại gây ra bởi các phương pháp điều trị truyền thống. Các loại thảo dược đang được ghi nhận mang lại hiệu quả trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giảm tác dụng phụ của hóa xạ trị và được áp dụng rộng rãi. Khi mà mình mắc bệnh ung thư thì cũng nghĩ cuộc đời coi như đã chấm hết. Đó là cũng là một cái sai lầm. Bệnh ung thư mặc dù rất là nặng, nhưng chúng ta biết cách phòng ngừa, chúng ta biết cách tầm soát theo dõi, thì chúng ta có thể chữa được khỏi bệnh ung thư. Theo thống kê của thế giới, hiện tại bây giờ 1/3 bệnh ung thư phát hiện sớm có thể chữa khỏi. 1/3 là có thể phòng ngừa được nếu mà chúng ta biết về cái lối sống, biết về ăn uống, biết về sinh hoạt. 1/3 còn lại thì thường là bệnh ung thư tới ở trong giai đoạn trễ. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể kéo dài thời gian của bệnh nhân sống thêm được. Trong y học hiện đại thì chúng ta cũng đã có những cái thuốc có thể để phòng ngừa tất cả những cái biến chứng và những cái tai biến có thể xảy ra. Vì vậy thì trước một bệnh nhân khi mà chúng ta cần điều trị hóa trị, ngoài cái vấn đề giải thích cho bệnh nhân thì chúng ta cũng phải biết được độc chất của cái thuốc đó để chúng ta có cái cách chúng ta phòng ngừa để làm sao giảm thiểu tối đa những cái tác dụng phụ có thể xảy ra. Thì ngoài vấn đề phòng ngừa bằng các thuốc tây mình đang có thì chúng ta có thể phòng ngừa bằng các loại thực phẩm chức năng. Bắt đầu đến toa thứ hai là tôi thấy là muốn bỏ cuộc rồi. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì có động viên của gia đình. Tôi có một đứa em gái mới sưu tầm ở trên, coi như là coi ở trên mạng á. Có một cái thực phẩm chức năng là cái thuốc kinh Phulladang này nè. Thì cô em gái tôi mới nói rằng là thôi bây giờ mình chị cứ uống thử coi là cái thuốc này nó có hỗ trợ gì hay không. Khi vô xong toa thứ hai rồi, tôi mới vào trong bệnh viện thì tôi mới hỏi là bác sĩ Thảo, là bác sĩ đó là trực tiếp điều trị cho tôi là hóa trị đó. Cái bệnh này mà vô hóa trị như vậy á, thì có cái thuốc gì hỗ trợ cho cơ thể mình có thể chịu đựng được cái thuốc đó không? Chị bác Thảo mới nói rằng là thì chị cứ thử dùng thử cái sản phẩm Phulladang này thử như thế nào. Thì tôi mới quyết định là thôi về mua cái này uống. Thì tôi mới đọc ở trên mạng thì nói là ở cái tổng đài đó, cái thuốc như vậy đó, thì tôi mới quyết định là tôi uống. Thì khi mà tôi vô uống là một cái lúc đó là tôi đang điều trị là tôi uống một ngày là 6 viên.
cứ sáng 3 viên và tối tôi uống 3 viên. Khi tôi sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy cơ thể tôi phải là cải thiện hơn nhiều chứ. Thì lúc mà tôi mổ xong thì tôi còn có 50kg thôi. Thời gian mà tôi vừa hóa trị, tôi điều trị thì tôi vừa cùng kết hợp với tôi dùng cái sản phẩm này thì bắt đầu là tôi sẽ lên được 54kg. Vừa xong hết cái hóa trị đó xong thì tôi vẫn tiếp tục tôi dùng cái sản phẩm này. Tôi duy trì tới bây giờ luôn thì cơ thể tôi đã được lên được là 55kg hơn rồi. Thì ăn uống thì hồi xưa thì một bữa tôi ăn chỉ đừng nửa chén cơm mà nhiều khi tôi ăn còn ngán luôn, không ăn hết nữa mà. Khi bắt đầu là tôi sử dụng sản phẩm này vô xong tôi ăn được một chén. Sau này tôi lại ăn được hai chén, ăn được nhiều gấp mấy lần lúc mà tôi chưa có dùng sản phẩm này. Bắt đầu tôi vô vào toa thứ ba, bắt đầu tôi thấy cái cơ thể tôi là khỏe lên. Là chỉ có ngày đó tôi vô thuốc là hóa trị thì là nó chỉ có mệt bệnh đó thôi, là qua ngày hôm sau là tôi vẫn bình thường, sức khỏe bình thường, ăn uống bình thường và coi như là sinh hoạt bình thường luôn. Thì cũng thật là may mắn là cô đã tìm được một cái sản phẩm để có thể giúp mình tăng được cái sức đề kháng này, thêm được một chút năng lượng để chống chọi với những cái lần hóa trị tiếp theo. Thì có bác sĩ ở đây, chúng ta cũng nên tham khảo luôn là bác sĩ có thể giới thiệu kỹ hơn một chút nữa về những cái tác dụng của Fucodan và Beta-Glucan trong việc giảm tác dụng phụ của hóa trị. Như chúng ta cũng đã biết về cái vai trò của cái Fucodan kết hợp với Beta-Glucan. Đây là một cái sản phẩm của nhân loại giúp cho không phải riêng các bệnh nhân ung thư mà còn nhiều các bệnh nhân khác nữa, mắc các bệnh chứng năng y khác nữa. Fucodan nó là chiết xuất từ tạo nâu ở bên Nhật. Thì đây là một cái loại thực phẩm chức năng tương đối được phổ biến ở cả bên Nhật và cả thế giới, chứ không phải riêng Việt Nam của chúng ta. Fucodan nó có 3 tác dụng chính. Một là có tác dụng làm cho cái tế bào ung thư chết theo lập trình. Vì chúng ta cũng biết là cái tế bào ung thư nó là một cái tế bào không chết theo lập trình mà nó bất tử. Nó cứ mọc hoài mà nó không chịu chết. Chính vì vậy thành nó mới di căn, nó mới xâm lấn các cơ quan lân cận và nó lấy đi các chất dinh dưỡng của cơ thể, làm cho cơ thể suy kiệt và cuối cùng dẫn tới vấn đề tử vong. Thế đó là thứ nhất. Thứ nhì là Fucodan nó có thể làm giảm các tác dụng phụ của xạ trị và hóa trị gây ra. Đặc biệt Fucodan nó có thể làm tăng cường, kích thích cái hệ thống miễn dịch của cơ thể mình. Chúng ta biết là bệnh ung thư gây ra đó là do cái hệ thống miễn dịch của cơ thể mình đã bị suy giảm. Chính vì suy giảm thành ra hệ miễn dịch của mình không nhận biết được các tế bào ung thư. Và như vậy thì nó sẽ tụ tập, nó sẽ phát triển, nó sẽ lớn lên và từ đó nó gây ra những khối u ung thư thực thụ. Và khi chúng ta bổ sung vào cái hệ thống miễn dịch của cơ thể bằng Fucodan thì làm thức tỉnh cái hệ thống miễn dịch của cơ thể và từ đó nó có thể làm giảm quá trình phát triển tiếp tục của các tế bào ung thư còn lại khi mà chúng ta đã điều trị bằng phẫu thuật, bằng xạ trị, bằng hóa trị. Như chúng ta biết là trên thị trường hiện tại bây giờ rất nhiều các sản phẩm. Theo quan điểm về Tây y của chúng tôi, đặc biệt ở trong trung tâm ung thư của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ có tư vấn cho những bệnh nhân sử dụng những sản phẩm mà nó mang tính có nghiên cứu, nghĩa là đã được nghiên cứu, các nghiên cứu lâm sàng thể hiện và thực hiện ở trên bệnh nhân, có mang lại được cái kết quả và giá trị của nó thì chúng tôi mới cho thực hiện. Thứ nhất. Và cái quan trọng thứ gì nữa là cũng vẫn phải được thông qua Cục Dược của Việt Nam kiểm nghiệm, đánh giá về sản phẩm, về chất lượng vân vân và đồng ý cho phép tiêu thụ ở tại Viện Dược Việt Nam. Thì đó là hai cái vấn đề mấu chốt trong vấn đề chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân sử dụng các thực phẩm chức năng. Đối với Fucodan thì cũng là một trong những cái sản phẩm cũng qua rất nhiều các thử nghiệm lâm sàng để mà chứng minh cái tính hiệu quả của cái giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị ở trên các bệnh nhân Nhật Bản, bệnh nhân Đài Loan, bệnh nhân Malaysia và thậm chí ở Hoa Kỳ cũng đã có một vài các nghiên cứu nhỏ lẻ áp dụng phối hợp với điều trị Fucodan kèm với điều trị hóa trị thì đem lại được một cái kết quả cũng hết sức bất ngờ là giảm được các tác dụng phụ của cái hóa trị và xạ trị gây ra. Xin cảm ơn bác sĩ và chắc là cô Liên cũng dựa vào những cái tiêu chí vừa rồi để mà lựa chọn và sử dụng sản phẩm phải không ạ? Bởi vì sản phẩm này thì theo như bác sĩ nói là uy tín và chất lượng như vậy, lại là nhập khẩu nguyên hộp tại Nhật Bản này rồi có tem bảo hành của Bộ Y tế thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để có thể sử dụng cho những người bệnh.
Ban đầu khi biết mình bị ung thư đại tràng, chị Liên và cả gia đình đều rất lo lắng, nghĩ ngay đến bản án tử hình đang hiện ra trước mắt bởi căn bệnh của chị là vô phương cứu chữa. Nhưng sau khi tham gia chương trình và nhận được sự tư vấn của bác sĩ, chị cũng đã sử dụng một sản phẩm phù hợp, tình trạng bệnh của chị đã dần được cải thiện hơn. Sau khi tôi dùng cái sản phẩm này thì tôi thấy sức khỏe tôi là được tiến triển và khỏe hơn, ăn uống rất là được. Tôi cũng khuyên tất cả những bệnh nhân nào mà đang mắc bệnh ung thư này nên dùng sản phẩm này. Một liều dùng của tôi một ngày giờ là 4 viên, là để cho mình ngăn ngừa là bệnh ung thư này không tái phát. Hy vọng không chỉ có chị Liên mà rất nhiều những bệnh nhân rơi vào hoàn cảnh của chị sẽ có những phương pháp chữa trị bệnh hiệu quả, an toàn, đặc biệt là tránh trường hợp tiền mất tật mang.